Xin chào cả nhà đang xem kênh Tấn An TV Orchid nha. Hôm nay trong vườn em có nở mấy bông hoa cát. Em quay để cho mọi người cùng xem. Mời cả nhà theo chân em để đi xem hoa cát nở nha. Hoa cát này nở trong vườn lâu lắm rồi nó mới nở hoa đó cả nhà, đẹp lắm cả nhà, đẹp không cả nhà? Còn mấy cái này là cái chậu này là chậu hồng sắc pháo nè cả nhà. Cách làm tách cho mau ra giò lăn khủng á. Mình tách hôm nay nó ra mầm quá trời á. Ra đây mầm, chỗ này giấu mình tách à. Trên đây nó đẻ co đẻ được nữa. Dưới đây nó mỗi bên nó đều đẻ ra một mầm gốc. Nó là nếu ai mà xem kênh mình nữa thì xem clip cách làm cho giò lan thành mau thành chậu khủng á, thì mình có clip đó, tìm hiểu xem rồi làm cho giò lan mình nó mau thành giò lan khủng nha.
À, đẹp cả nhà. Cách trong vườn mình đỡ. Này là mấy cây sứ sứ mình nó ra hoa rồi mình búng vô chậu nó mập không cả nhà. Là bi mì sắt. Cắt đẹp. Lan bò rượu, lan bò rượu, bìa lan.